cập nhật chiến sự Nga Ukraine ngày thứ 541. Nga cáo buộc NATO lên kế hoạch mở rộng tại châu Á. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bằng mọi giá, NATO cam kết hỗ trợ. Ukraine tung trinh sát từ cách mở thêm mặt trận mới ở Kherson, giao tranh khốc liệt ở Bakhmut. Trung tâm tài chính Moscow bị tập kích UAV, Nga đóng cửa sân bay Ukraine đẩy mạnh phản công, tiến mạnh về phía biển ishop cắt đứt Crimea. Tất cả sẽ được kể tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 8, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng NATO có thể sẽ hợp nhất với AUKUS, thỏa thuận an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Úc. Trong bối cảnh Washington đang cố gắng định hình lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho những nhu cầu của chính họ. Ông Putin phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ 21 ở Moscow. Giữa nhiều thứ khác, Hoa Kỳ đang tìm cách định hình lại hệ thống tương tác liên quốc gia đã phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông Putin, những lời kêu gọi mở rộng cái gọi là chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về cơ bản nhằm tạo ra các hiệp hội chính trị quân sự do Washington kiểm soát ông Putin nhấn mạnh về thỏa thuận an ninh được thống nhất vào cuối năm 2021 giữa Washington, London và Canberra. Chúng tôi không loại trừ khả năng mọi thứ đang dẫn đến sự hợp nhất hoàn toàn giữa các lực lượng NATO với các cơ cấu do khối AUKUS tạo ra. Khi đề cập đến việc hợp nhất này, Tổng thống Nga đã cảnh báo với nhận định về một phương Tây kiểu thực dân mới. Do Washington lãnh đạo đang tìm cách trì hoãn việc hình thành một thế giới đa cực bằng việc gây bất ổn và căng thẳng tại các khu vực khác nhau. Ông Putin lưu ý rằng xu hướng này có thể trở thành cơ sở quan trọng cho sự phát triển toàn cầu một cách ổn định và tiến bộ. Hầu hết các nước sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, truyền thống, văn hóa cũng như lối sống của họ. Các trung tâm kinh tế và chính trị mới đang được củng cố. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo khi việc này tiến triển, các nhóm xung đột cũ đang phòng ta và các nhóm mới đang bị kích động tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Mục tiêu của những kẻ làm điều này rất rõ ràng, tiếp tục thu lợi từ những thảm kịch của con người, khiến con người chống lại nhau, buộc các quốc gia phải phục tùng như những nước chư hầu trong hệ thống thực dân mới và khai thác tài nguyên của họ một cách không thường tiết. Tổng thống nga cho rằng các nước thành viên NATO đang tiếp tục xây dựng và hiện đại hóa khả năng tấn công của họ thậm chí đang cố gắng mở rộng việc đối đầu quân sự ra ngoài vũ trụ và sang lĩnh vực thông tin, sử dụng cả các phương tiện quân sự và phi quân sự. Ông tin khẳng định, nước này vẫn cam kết giảm bớt việc đối đầu ở cấp độ toàn cầu và khu vực, đồng thời tiếp tục đấu tranh vì sự phát triển của một trật tự thế giới đa cực dựa trên sự ưu tiên về các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, cũng như dựa trên sự hợp tác và lòng tin Mang tính xây dựng. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bằng mọi giá. NATO cam kết hỗ trợ. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba tuyên bố Ukraine sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, cho dù mất bao lâu. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba trả lời phỏng vấn truyền thông vào ngày 17 tháng 8 rằng Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng. Chiến thắng với hình thức giành lại toàn bộ lãnh thổ, trong biên giới được quốc tế công nhận năm 1991. Chúng tôi không quan tâm mất bao lâu. Ông nhấn mạnh, miễn là người dân Ukraine chia sẻ mục tiêu này, chính phủ Ukraine sẽ chung tay với người dân của mình. Ukraine mở màn chiến dịch phản công được mong chờ từ lâu vào đầu tháng 6. Sau hơn 2 tháng, giới chức Ukraine thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến và phải đối mặt với thách thức từ hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Mặc dù vậy, ngoại trưởng kolepa khẳng định kiev không chịu sức ép từ các đồng minh đối tác phương tây về việc phải tăng tốc độ phản công chúng tôi không cảm nhận thấy điều đó sức ép phản công ông kolepa nói mặt khác ông nhấn mạnh ukraine vẫn cần nguồn viện trợ vũ khí đạn dược của phương tây cho đến khi kiev đẩy lùi toàn bộ lực lượng nga khỏi lãnh thổ ngoại trưởng kolepa cho biết sự thật là cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng chúng tôi cần thêm rất nhiều sự hỗ trợ bởi vì cuộc chiến là thực tế mà chúng tôi không phải giành chiến thắng không có cách nào khác Kyiv nhiều lần nêu rõ lập trường không bao giờ nhận bộ và lãnh thổ đổi lấy hòa bình Kyiv chỉ trích ý tưởng của chánh văn phòng tổng thư ký NATO Stoltenberg rằng Ukraine nên nhận đất cho nga để được kết nạp vào liên minh do Mỹ dẫn dắt về vấn đề này tổng thư ký NATO Stoltenberg hôm nay khẳng định Ukraine mới có quyền quyết định các điều kiện hòa đàm với Nga. Ông Stoltenberg nêu rõ, chỉ người Ukraine mới có thể quyết định khi nào và điều kiện nào phù hợp để đàm phán, chỉ Ukraine mới có thể quyết định tại bàn đàm phán đâu là giải pháp chấp nhận được cho cuộc xung đột. Ông cũng khẳng định, vai trò của NATO là tiếp tục hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trên chiến trường để nâng cao vị thế của Kiev trên bàn đàm phán với Moscow. Ukraine tung trinh sát tìm cách mở thêm mặt trận mới ở Khaisan, giao tranh khốc liệt ở Bakhmut. Các đơn vị trinh sát Ukraine đã đổ bộ lên tả ngạn của sông Dnipro, thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga để chuẩn bị cho khả năng mở thêm mặt trận mới trong cuộc phản công chủ yếu đang tập trung ở Bakhmut và Zaporizhia của nước này. Các lực lượng Ukraine đã phát động một nỗ lực mới để đổ bộ lên tả ngạn sông Dnipro vào tuần thứ 77 của cuộc chiến nơi vẫn đang ngập lụt sau khi đập ca bị phá hủy vào tháng 6 và khiến chiến dịch phản công của Kiev trở nên bất khả thi. Các phóng viên quân sự Nga tuyên bố, các nhóm trinh sát Ukraine đã đổ bộ lên tả ngạn sông Dnipro. Phía Tây, Kosyachy, Lery thuộc vùng Kherson trong nhiều ngày. Các báo cáo cho rằng, Kiev ít nhất đã chiếm được một phần thị trấn Yurushen ở biên giới Zaporizhia, donetsk và tiến về Trubetiney ở khu vực phía Tây Zaporizhia. Lực lượng Nga được cho là đã bắn tại chỗ và các địa điểm nghi ngờ có các đơn vị Ukraine đổ bộ nhưng không triển khai lực lượng mặt đất. Các lực lượng đặc biệt Ukraine cũng tiếp tục hoạt động gần cầu Antonovsky, bất chấp thực tế là Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh bật họ vào ngày 3 tháng 7. Kherson là nơi Ukraine từng phản công thành công và giành lại được những phần lãnh thổ rộng lớn vào tháng 9. Nhưng phần lớn lại bị bỏ qua khi Kiev ép phát động cuộc phản công bắt đầu vào ngày 4 tháng 6. Lý do là vì khu vực này không thể hoạt động sau khi đập Kharkovka bị phá hủy vào ngày 6 tháng 6, làm ngập hàng trăm km vuông ở hai bên bờ sông. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga vốn kiểm soát con đập đã phá hủy nó để khiến lực lượng Ukraine không thể phản công trong khu vực. Khoảng một tháng sau, khi lũ lụt đã giảm bớt và mặt đất khô ráo, Ukraine báo cáo rằng các đơn vị Nga đang quay trở lại vị trí của họ và đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng pháo vào hữu ngạn sông do Ukraine trấn giữ để ngăn chặn các cuộc vượt sông. Theo các phóng viên Nga, các chiến thuật pháo binh đá vẫn tiếp diễn vào tuần trước, nhưng không rõ liệu chúng có hiệu quả hay không. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington nhấn mạnh rằng, nếu các trinh sát Ukraine có thể tìm thấy lỗ hổng trong các phòng tuyến của Nga ở Kherson, họ có thể mở ra một mặt trận mới chống lại các vị trí của Nga ở phía Nam. Giao tranh khốc liệt ở Bakhmut Ukraine cũng tuyên bố đã tiến được 3 km vuông về phía Nam Bakhmut, một khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 5 mà họ đang cố gắng bao vây. Những trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục ở hướng Bạch Mút. Đối phương đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân đội chúng tôi và khôi phục các vị trí đã mất ở các khu vực phía Tây Angripka và Kodiomipka. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Molia ngày 17 tháng 8 cho biết. Bà Molia nói thêm, trong tuần qua, lãnh thổ được giải phóng theo hướng Bạch Mút đã tăng thêm 3 km vùng và tổng diện tích được giải phóng theo hướng Bạch Mút là 40 km vùng. Trong khi đó, đại tá Petrochenic của Ukraine nói với truyền thông rằng Nga đang đẩy mạnh tấn công vào Kobyant nhằm mục đích giảm áp lực lên Bạch Mút. Ông nói với trang tin tức Army Inform rằng Bạch Mút nằm ở vùng đất thấp và hiện tất cả các độ cao vượt trội đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Vì vậy, các lực lượng quốc phòng của chúng tôi đang tiêu diệt lực lượng của đối phương một cách chiến lược ở đó. Ông Trinit nhấn mạnh, có thể đi đến một kịch bản là một cuộc bao vây thực sự sẽ diễn ra và các đơn vị của Nga sẽ chỉ có hai lựa chọn: bị tiêu diệt hoặc đầu hàng. Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là một bước tiến thực sự nghiêm túc và là một bước đột phá trong khả năng phòng thủ của Ukraine. Trung tâm tài chính Moscow bị tập kích UAV, Nga đóng cửa sân bay. Lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, trung tâm tài chính Moscow của Nga bị tập kích bằng máy bay không người lái. RT dẫn thông tin từ thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, Rạng sáng ngày 18 tháng 8, các UAV được cho là của Ukraine đã tập kích vào quận trung tâm tài chính, kinh doanh ở thủ đô Moscow. Trong đó, ít nhất một UAV bị đánh chặn và rơi gần tòa nhà cao tầng Moscow City. Ông Sobyanin thông báo trên Telegram vào lúc 4 giờ 20 phút ngày hôm nay rằng các hệ thống phòng không của chúng ta đã phá hủy một UAV nhắm vào Moscowfa. Mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực trung tâm triển lãm, không gây thiệt hại đáng kể cho tòa nhà. Khu vực bị tập kích là nơi tập trung nhiều tòa nhà cao tầng của Nga, trong đó có tòa Moscow City hiện chỉ có thông tin về thân phong thiệt hại nhưng theo đánh giá ban đầu vụ tập kích không gây thân phong cũng như không gây thiệt hại đáng kể nào. Bộ quốc phòng nga xác nhận hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn một UAV. Mảnh vỡ của máy bay này đã rơi xuống tòa nhà văn phòng ở khu Moscow City. Tuy nhiên sân bay Vernikovo ở phía tây nam thủ đô Moscow phải tạm thời đóng cửa, ngừng tất cả các chuyến bay đi và đến để bảo đảm an toàn. Đây là vụ tập kích thứ hai nhằm vào trung tâm tài chính ở Moscow trong vòng chưa đầy một tháng trở lại đây. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 30 tháng 7, tổng cộng 3 UAV cũng nhắm vào khu trung tâm tài chính này. Trong vụ việc ngày 30 tháng 7, một chiếc bị bắn rơi bên ngoài thành phố, trong khi hai chiếc còn lại bị áp chế điện tử và rơi xuống một trong những tòa nhà cao tầng ở quận tài chính Moscow City. Đây là nơi đặt trụ sở nhiều công ty và tổ chức chính phủ của Nga. Vụ tập kích chỉ gây hư hại nhỏ cho mặt trước của hai tòa nhà văn phòng, không gây ra thương vong. Ukraine đẩy mạnh phản công, tiến mạnh về phía biển Azov, cắt đứt Crimea. Viện nghiên cứu chiến tranh trụ sở tại Mỹ đã mô tả thành công của Ukraine ở Eurotani là có ý nghĩa về mặt chiến thuật, tạo đà để tiến về phía biển Azov, Nisquid cho biết vào ngày 16 tháng 8, Ukraine tuyên bố kiểm soát làng Yurotani phía đông nam Donetsk sau nhiều ngày giao tranh dữ dội. Đây đánh dấu một thành công rất cần thiết trên chiến trường sau hơn 2 tháng tiến hành chiến dịch phản công tốn kém mà cho đến nay vẫn không chọc thủng được tuyến phòng thủ của Nga. Yurotsen nằm trên con đường T0518 chạy từ Velika Novosinka về phía nam đến vùng ngoại ô Mariupol bị Nga kiểm soát trên bờ biển Azov. Phong tuyến Surovikin nằm bên kia đường, nhưng nếu quân đội Ukraine có thể xuyên thủng các công sự của Nga, họ sẽ tìm cách tiến về phía Nam ra biển. Thành công ở đó, dù có đến được bờ biển hay không, sẽ đặt ra những vấn đề mới cho quân đội Moscow đang chiếm giữ hành lang trên bộ từ biên giới phía Tây của Nga đến Crimea. Một cuộc tiến công sâu hơn của Ukraine có thể cắt đôi quân đội Nga ở miền Nam Ukraine trong khi một cuộc tấn công có chiều sâu hạn chế hơn. Ít nhất có thể đưa các địa điểm quân sự nhạy cảm ở Crimea vào tầm bắn của vũ khí tầm xa của Kiev. Bản tin tối ngày 15 tháng 8 của ISW ghi nhận sự khác biệt giữa các tuyên bố của Nga về số phận của Yerushen. Theo đó, có khả năng các lực lượng Nga đã rút phần lớn khỏi trung tâm khu định cư đến các vị trí ở ngoại ô. Tuy nhiên, các lực lượng Nga có thể vẫn chưa rút hết. Ukraine đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với miền Trung hoặc miền Nam Ukraine. Ở những nơi khác, ISW ghi nhận những bước tiến liên tục của Ukraine ở phía nam của tỉnh Zaporizhia, xung quanh thị trấn Robotini, nơi giống như Yurotani là trung tâm của các hành động tấn công gần đây của Ukraine. Robotini nằm gần phòng tuyến Sorovikin ở phía nam Zaporizhia. Tại đây, các lực lượng Ukraine đang hy vọng chọc thủng hàng phòng thủ của Nga tiến về phía Melitopol, nơi được đánh giá là chìa khóa mở cánh cửa Crimea. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.